Đó, thì đây là một dòng loa được nhập khẩu và sản xuất trực tiếp tại Pháp. Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say. Thưa quý vị, nhắc đến Pháp thì chúng ta hay nghĩ ngay đến tháp Eiffel. Đây là biểu tượng của nước Pháp. Và ngoài tháp Eiffel, ngoài du lịch ra thì Pháp còn nổi tiếng về rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể kể đến như là ẩm thực này, hay là thời trang này, hay là những sản phẩm âm thanh. Dạ vâng quý vị, những sản phẩm âm thanh đến từ Pháp luôn mang một hơi hướng nào đó rất là sang trọng, lịch sự và đặc biệt là rất tinh tế. Ngày hôm nay Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị một đôi loa nghe nhạc đến từ thương hiệu Focal. Dạ vâng, và đây là một thương hiệu đến từ Pháp, cũng như là cả sản phẩm ngày hôm nay đều được sản xuất thủ công tại Pháp quý vị nhé. Với mã là Aria 936. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Ok, và đứng bên cạnh Hữu Duy là đôi loa Focal Aria 936. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về thiết kế bên ngoài của đôi loa ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy được ngay khi có e căng và khi không có e căng thì đôi loa của chúng ta sẽ như thế nào. Và đây là e căng quý vị nhé. E căng rất là dễ dàng để có thể tháo ra bởi vì là nó được hít bằng nam châm. Đó, rất là tiện lợi, đặt vào là nó sẽ ăn luôn. Đó, không bị xê dịch hay là không tốn công để có thể lắp e căng và tháo e căng ra. Rất là tiện lợi luôn. Ở phía bên ngoài e căng chúng ta sẽ được bao bọc bởi một lớp vải cao cấp, cũng như là ở phía bên trong thì sẽ là bằng nhựa quý vị nhé. Ở phía dưới thì sẽ có logo đặc trưng của thương hiệu Focal đến từ Pháp. Rồi, và đó là e căng. Thùng loa của chúng ta được làm bằng gỗ MDF cao cấp quý vị nhé. Cũng như là quý vị có thể thấy được ngay, thùng loa hai phía bên sườn nó không phải là vuông thành sắc cạnh mà nó sẽ có một cái góc vát mềm mại quý vị nhé, để chúng ta sẽ giảm được những cái độ nhiễu tạp âm trong quá trình sử dụng. Đó. Và ở phía mặt bên trên thì chúng ta sẽ có một chiếc tem đến từ thương hiệu Focal Made in France được thể hiện rõ ràng ở phía bên trên này. Và cũng như là có một hình ảnh của một anh thợ đang gia công chiếc loa của chúng ta, thể hiện đây là một dòng loa được gia công thủ công quý vị nhé. Rất là cao cấp, đến từ Pháp và đặc biệt là đến từ Pháp, Made in France. Đó, Focal này. Và cũng có logo Focal được dập chìm ở phía dưới. Phía mặt trên của loa của chúng ta sẽ là sơn piano, sơn bóng quý vị nhé. Đó, chính vì sơn bóng cho nên là chúng ta hạn chế sờ vào phía bên trên của loa, cho nên là nó khá là dễ bám vân tay. Rồi, và đó là phía mặt trên này, phía bên hông này. Còn chân loa quý vị, chân loa thì được gia cố rất là chắc chắn để làm cho chiếc loa của chúng ta trong quá trình hoạt động nó giảm rung chấn, cũng như là không bị hiện tượng méo tiếng khi sử dụng. Đó, còn về mặt sau, quý vị có thể thấy được ngay. Đây, Hữu Duy sẽ quay mặt sau để chúng ta có thể xem được. Về mặt sau của loa thì chúng ta cũng sẽ có thứ nhất là một cái khung ở bên trong thể hiện thông số quý vị nhé. Thông số của sản phẩm này, Aria 936, 8 ohm, 300W, cũng như là serial number, Made in France, một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu lắp ráp trực tiếp tại Pháp, cũng như là cọc âm dương để chúng ta có thể bắt dây tín hiệu vào loa. Mặt đằng sau quý vị nhé, mặt đằng sau thì chúng ta sẽ được bọc bởi một lớp da, đó, một lớp da tổng hợp rất là cao cấp. Thì nhìn chung với đôi loa ngày hôm nay của chúng ta sẽ là sự pha trộn giữa gỗ, da và một lớp piano ở phía trên sơn bóng, nhìn rất là đẹp và nó có một cái độ trang nhã tinh tế khi chúng ta nhìn vào đôi loa. Chưa cần nghe thôi nhưng mà chúng ta nhìn về thiết kế đã thấy ngay đây là một đôi loa cực kỳ cao cấp và đắt tiền rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hệ thống củ loa để xem với hệ thống củ loa này sẽ bao gồm những củ loa gì. Chúng ta sẽ bao gồm 5 củ loa 3 đường tiếng. Đó. 3 củ loa bass có đường kính là 16,5 cm, 1 củ loa mid có đường kính là 16,5 và cuối cùng là một họng chép có đường kính là 2,54 cm. Củ loa bass và củ loa mid được áp dụng công nghệ độc quyền từ Focal, sử dụng hệ thống treo và hệ thống khuếch tán với công nghệ flash mới mẻ, tiên tiến. Chất liệu tạo nên củ loa được làm từ sợi lanh, thiết kế hình nón sandwich cùng với hệ thống màng loa 3 lớp. Xen kẽ ở lớp giữa là màng loa từ lanh, bao bọc là hai lớp màng loa thủy tinh, giúp âm thanh không xảy ra biến dạng, âm trầm có độ chắc, sâu khi xuống thấp vẫn tinh tế và cực kỳ rõ ràng.
Củ loa chép của dòng loa chúng ta 936 được làm từ hợp chất giữa nhôm và magie. Đây là những chất cứng này, có độ đàn hồi cao cho nên giúp âm thanh của chúng ta sẽ sáng, trong trẻo, giảm độ nhiễu âm cũng như độ méo tiếng, giúp âm thanh của chúng ta sẽ lên rất là cao mà không hề bị chói quý vị nhé. Với hệ thống củ loa như vậy, chúng ta sẽ có mức độ nhạy là 92 dB và có giải tần số đáp tuyến là từ 39Hz cho tới 28.000Hz, cực kỳ rộng quý vị nhé, có thể thể hiện được tất cả những giải từ bass cho tới chép và mid cực kỳ rõ ràng. Và chiếc loa của chúng ta sẽ phù hợp với những dòng âm ly có mức công suất từ 50 cho tới 300W quý vị nhé, ở trở kháng 8 ohm. Đó là mức âm ly khuyến nghị dành cho đôi loa Focal Aria 936. Với kích thước lần lượt sẽ là 294mm x 1150mm x 371mm. Một chiếc loa của chúng ta sẽ có cân nặng là 29kg. Và đây cũng là thông số rất là quan trọng để chúng ta có thể biết xem là đôi loa của chúng ta có phù hợp với không gian nội thất của mình hay không. Và cuối cùng là đôi loa của chúng ta còn có hai lỗ thông hơi ở phía trước quý vị nhé. Đó, đây là một dòng loa nghe nhạc có lỗ thông hơi ở phía trước. Đó, vâng thưa quý vị, và đó là về thông số kỹ thuật cũng như là về thiết kế và về những thông số xung quanh của đôi loa Focal Aria 936 Made in France. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thử nhạc để xem là với đôi loa được nhập khẩu và sản xuất trực tiếp tại Pháp như thế này thì nó sẽ có chất âm như thế nào. Dạ vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của đôi loa Focal 936 quý vị nhé. Và đây Hữu Duy đang sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Acouphase. Với các audiophile thì Acouphase là một thương hiệu rất là quen thuộc rồi. Dạ vâng, dòng âm ly này thứ nhất là chúng ta sẽ có một thiết kế cực kỳ chắc chắn và hầm hố, cũng như là một phong cách rất là cổ điển, cực kỳ basic. Và chất âm của dòng Acouphase này rất là hay quý vị nhé. Cuối cùng là một chiếc giải mã Yamaha VXC50 để chúng ta có thể lấy được nguồn nhạc chất lượng cao. Thì với tổng bộ dàn ngày hôm nay nó sẽ có mức giá 202 triệu cả combo ngày hôm nay quý vị nhé. Đôi loa của chúng ta sẽ có mức giá là 81.600.000 đồng, cũng như là âm ly thì sẽ có giá là 112 triệu đồng, và cuối cùng là giải mã sẽ có giá là 8.450.000 đồng. Dạ vâng, thì đôi loa của chúng ta thì tất cả những dòng âm ly có công suất từ 50 cho tới 300W thì đều có thể chơi tốt được cho đôi loa ngày hôm nay. Và âm ly thì nó sẽ tạo ra được mức công suất là 112W, 112W ở trở kháng 8 ohm quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của bộ dàn âm thanh ngày hôm nay. Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau, trời đông lạnh giá như sao nghe ấm lòng. Vì anh bên em chuyện trò thâu đêm cho qua đi bao cô đơn gió băng. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em, tình anh như nắng cho môi em thấm hồng. Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương, mùa đông gì bên anh đến giờ thì ta đã san nhau trong tầm tay. Còn lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì bên anh đây khi người đã xa xa thật rồi. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau, san nhau thật rồi. Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã xa nhau vẫn vương. Còn lại gì này người hỡi, lúc mùa
vẫn mịt mờ trên lối. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm ước mơ xa rồi. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi. Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quên là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng tìm muôn kia. Ngày đó nếu biết trước xót xa, ta cứ xem nhau như bao người qua. Tình đó nếu biết trước đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát. Tiếng tay anh lẻ loi chờ mãi bóng em xa, chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm một bóng dáng xa xôi, tìm hoài một cánh hoa năm nào. Xin chào quý vị, và ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dòng loa đến từ thương hiệu Focal với mã là Aria 936 quý vị nhé. Chúng ta đang sử dụng ở đây đó là phiên bản màu Neuer hay còn gọi là Wurlitzer quý vị nhé. Đó, thì đây là một dòng loa được nhập khẩu và sản xuất trực tiếp tại Pháp. Và quý vị, một dòng loa chất âm rất là hay. Chúng ta đã vừa cùng nhau trải nghiệm một số những thể loại nhạc rồi, thì chúng ta có thể thấy được ngay lời của vocal của ca sĩ lên rất là tốt, cũng như là những giải bass chép lên rất là hay. Và đặc biệt với quý vị, đây là một dòng loa được nhập khẩu từ Pháp, made in France quý vị nhé. Đó, thì với đôi loa ngày hôm nay nó sẽ có mức giá là 81.600.000 đồng một đôi. Và nếu quý vị yêu thích đôi loa ngày hôm nay, quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Và Joe Alex với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trên vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Quý vị đừng quên là cách thức mua hàng cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, chúng ta hãy đến 13 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị có thể truy cập vào website bảochoelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mong muốn. Cách thứ ba là quý vị gọi ngay đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631. Và còn một số điện thoại nữa rất quan trọng, đó là một số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật online quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay đến số 0868500255 để được hỗ trợ kỹ thuật về bất kỳ thắc mắc nào quý vị đang mắc phải về cả karaoke cũng như nghe nhạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!